Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Chi TV. Thì hôm nay mình đi cho cá ăn mọi người. Thì mình sẽ quay lại và sẵn tiện cho mọi người ngắm cá cùng mình luôn nha. Thì ở cái chỗ nuôi cá của mình thì mình có hai loại thức ăn chính cho cá, đó là con Artemia sinh khối mọi người. Mình cũng vừa nuôi thôi. Mình có máy thay đây nè. Đây nè mọi người. Đó. Máy thay này. Thì những con cá mắc tiền á, hay là những con cá giống, cá gần đẻ thì mình sẽ cho ăn cái con này. Còn những con cá rẻ tiền hơn là mình sẽ cho ăn cái cám tomboy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt nó. Đây. Vớt nè, mọi người thấy ha. Cũng khá là đỏ nha mọi người. Mình sẽ cho con coi vớt he này ăn. Con này nhú tai thôi mọi người. Đó, nó bu lại nè. Nó chui vô vợt luôn. Đấy. Ra nào. Ra. Đó. Thấy ha. Nhưng mà mỗi con cá lớn như này nó ăn chừng 2 con là no nóc. Hai. Đó. Cái này là loại nhú tai nha mọi người. Đó, đang nhú lên mọi người thấy ha. Đó. Ok. Thì những con cá mắc tiền mình sẽ cho ăn cái loại này. Ở đây có thêm một cặp coi full tai mọi người. Đó, mà nó gần đẻ nè. Đó, mình cho nó ăn. Hai người. Dí hàng nha mọi người. Ok. Tiếp theo là cái bầy Dumbo Ribbon. Cái loại này mình đang để lại mình cây giống mình chơi nè. Đấy. Người thấy nó chui vào vợt nó ăn nè. Đó. Cái này thay thế tùng chỉ cũng hữu dụng nha mọi người, cũng ok lắm. Tuy là dinh dưỡng nó không bằng nhưng mà cái trùng chỉ mình không có gọi là cái chủ động được cái nguồn thức ăn cho nó. Nên mình nuôi cái này mình chủ động nguồn thức ăn cho mấy con cá của mình luôn. Tiếp theo là rồng mọi người, rồng Ribbon. Đó, mấy con này ăn sung lắm. Để nó bu lại nè. Thả ra, đi ra, đi ra. Ok. Giờ thấy ha. Nó chui lại nó ăn cái dí nè. Đó. Đây là rồng Ribbon nha mọi người, cũng khá là nhiều. Đây, đây là con cá đẻ. Chuẩn bị đẻ mọi người, ôm bầu à. Ôm bầu cũng khá to. Đó, mình bồi về bổ cho nó. Con này là con HB Retro mọi người. Bồi bổ cho nó. Sẽ lại nó ăn. Ok. Còn đây là con cá con của con coi Red E mọi người. Đó. Ở đây nữa. Thì mình cho nó ăn con Artemia này luôn. Nhưng mà cho ăn con mọi người. Ở trong đây nó sẽ đẻ cái con ở nằm trong đây nè. Mọi người thấy ha, nó đang bơi cái con nhỏ nhỏ này. Đó. Con nhỏ nhỏ vậy là mình cho con cá con ăn nha mọi người. Đây, vớt ra. Đó, cái mình sẽ ụp cái ấy lại. Mình vớt như nào mọi người. Vớt vậy nè, có dính cá bự, có dính những con Artemia bự luôn. Nhưng mà ụp lại, mình vũ con Artemia bự ra. Thì những con nó sẽ như nằm trong đây. Này, mình sẽ bỏ vào cho cá ăn. Đó. Đó, cá bu lại ăn. Nha ha. Rất là tiện lợi luôn khi mà mình nuôi con Artemia này. Đây nữa nè. Ăn đi mấy con. Đó. Hai mình đâu có cần ấp đâu mọi người. Đó, mình ấp đúng một mẻ thôi. Mình gây giống qua đây. À, đây cũng có. Mọi người nhìn kỹ mới thấy nha. Đó, nó đang bơi đó. Này thì ok hơn. Cho con ăn nè. Đấy. Bên đây cho thêm một miếng nữa. Ok. Bây giờ mình tới cho ăn cám mọi người. Cám tomboy nè. Cám trộn nha mọi người. Đó, giờ mình trộn thêm hỗ trợ sinh sản nè, men tiêu hóa, vitamin thêm nha mọi người. Đó, bỏ vô. Mọi người rất ít thôi. Ok, tiếp theo là mình cho con HB Yellow mọi người.
đuôi ánh xanh xanh nè, đó nè. Con này bao khỏe luôn mọi người, nó nhoi lắm. Thấy một miếng nữa. Đó, mọi người nhớ cho ăn vừa phải thôi nha. Ăn nhiều quá thì nó sẽ bị bệnh á. Đây, Dumbo. Nó bô lại nè. Thêm một miếng nữa mọi người. Ok, ở đây cũng đồ nó luôn mọi người, bu lại nè, bu lại chờ mình sẵn cho ăn cá, cho cá ăn vui mọi người, bu lại nó chờ mình đó. Hay Dumbo, con này thì cái thằng con Dumbo rất là bự. Đấy, chỉ ăn ít thôi rồi. Có bao thêm. Đây đó. Đây cũng cá con. Ở đây thì bầy rồng đỏ ri bông mọi người. Nhưng mà nó nhát nè, mọi người thấy nó chạy vô vào đây nó sợ. Chắc con gì đã hù nó mọi người. Mình thử mình đại cám lên lên ăn không. Lên ăn coi. Không lên luôn mọi người. Đó, mình rải cám xuống là bắt đầu lên ăn mọi người. Tuy hơi nhát nhưng mà tụi nó cũng háo ăn mọi người. Đó. Đây, tới rồng đỏ nha mọi người. Con này đây, rồng già lắm rồi. Nuôi hy sinh thì khá là đẹp. Đó. Nó tản ra nó ăn. Cho thêm miếng nữa. Đây những con Dumbo. Bài này anh em vào bắt chừa những con xấu rồi cho mình mọi người, nhìn nó hơi sơ sát một tí xíu. Đây là Dumbo mái mọi người, Dumbo mái ở đây nào. Ok, Violet Saiter. Gõ lại nó bu lại nè. Cho nó một miếng. Nuôi nhiều loại gì là nuôi chơi nha mọi người. Nếu mà nuôi mà mọi người muốn mà mở gọi là buôn bán kinh doanh á thì mua nuôi một vòng thôi. Anh em thường chơi một vòng để kinh doanh mọi người. Full gòn. Con trống nó lên full luôn mọi người. Còn tết sai tơ nhỏ xíu ăn full này nè. Đấy. Con gòn. Bên đây cũng Dumbo. Bu lại đây. Mình trang á, mình thích không gõ vào hộ mọi người. Nên giờ nó quen rồi. Mình gõ là nó bu lại cho nó ăn. Bu lại đây. Vô. Ra tiếp cùng xếp mọi người. Bu lại. Cũng thế thì nó khỏe lắm. Tụi nó quậy lắm, nó hơi trao tí xíu. Ok, tới một bài Dumbo ở phòng xếp rồi. Bu lại. Vô nè. Tụi nó ăn sung ghê ha mọi người ha. Đó. Đã lắm rồi. Nhìn tụi nó ăn là phái rồi. Ok, mình đi kiếm chỗ khác nè. Tụi nó ăn sung ghê mọi người. Mình nhìn ha.
mình nuôi ở ngoài, lá lúa có ở trong luôn nè. Hồ mình cũng chưa hút cặn nữa, nó cũng khá dơ nhưng mà cá thì rất là khỏe mọi người. Đó, bơi tung tăng luôn, sai tơ mọi người. Cái này là rồng tơ nha mọi người. Đó, sai tơ măng luôn. Đó, nhưng mà mình đã tắt chống máy rồi. Ok, vô. Nó còn đục nước không à. Vô. Vô nè. Còn đây là rồng tím mọi người. Thả vô luôn. Này mình nuôi cái hùng xốp như này ngoài trời nha. Đó. Hùng xốp mình nuôi ngoài trời nhớ khoét cái lỗ cho nước mưa tràn ra nha mọi người. Mọi người nhìn nè, một cái hùng xốp ngoài trời nè, mà cá con nào rồi. Đó, cá con lên thên luôn. Nhiều lắm mọi người. Nó hơi chói nắng tí xíu mọi người, hơi khó thấy nha. Nhiều lắm. Cá con nha mọi người. Nè cá con nè. Mình nuôi ở ngoài trời mọi người. Mọi người nhớ cho thêm rong bèo nhiều nhiều vô. Rồi mình tạo cái lỗ như thế này cho nó sống nha. Cá rất là khỏe mọi người. Tụi sinh sôi nảy nở rất là đông. Đây là rồng của mình mọi người. Đây, cũng là rồng luôn. Nhưng mà mấy con này nó hơi khá đẹp. Đó, những con mình để lại dành mình chơi đó. Nó ăn nè. Rất là khỏe mà. Đó, tụi nó dí nhau tụi nó ăn. Đây cũng là rồng luôn nha mọi người. Vô. Thành ăn nó hơi ấy nên mọi người khó thấy. Đó. Đây. Nó bu lại mọi người thấy ha. Hồi này thì đông hơn tí xíu. Nên mình sẽ cho thêm một miếng cám. Cho thêm một miếng mọi người. Rồi cho ăn từ từ rồi nha. Không khéo là nó rớt hết một muỗng này là tiêu á. Hơi lố tí xíu nha mọi người. Như vậy là lố rồi đó. Tụi nó ăn không hết á thì nó sẽ hư nước và nó bệnh nha mọi người. Mọi người nè, mình có mấy con ốc nè, mấy con ốc hại. Nhưng mà nó cũng có lợi là nó ăn ba cái cám dư của con cá này nha mọi người. Nuôi con này thì vừa lại vừa hại vừa lợi nha mọi người. Nó sẽ ăn trong của mọi người. Con ốc hại nó sẽ ăn rong bèo của mọi người nha mọi người. Đấy. Tới cái hồ violet. Nè một xíu. Nó hơi khó thấy ha mọi người ha. Wow. Đây, nó tím tím này. Chạy đâu rồi? Đó. Violet nha mọi người. Đây thêm 7 cá mú nè mọi người. Vô. Mấy con này ăn ghê lắm. Nói chung là mình cho ăn ít ít thôi mà. Cỡ mà cho ăn heo sức ăn của nó chắc chết luôn mọi người. Cá bể màu mà cho cá này ăn là kiểu này là xong của mình luôn á. Cutter bên đây cũng là nó luôn mọi người. Vô. Đang nổi bọt luôn mọi người. Vô nè, thêm miếng nữa nè.
Bên đây cũng là rồng luôn mọi người. Rồng thường. Rồng thường ơi, rồng thường. Đây cũng rồng nhưng mà là ri bông, nhưng mà cái bầy này ri bông hơi ít, bu lại đó. Nhắc nhở đó. Đây thêm một bầy Dumbo ri bông rồi người à, tụi nó thấy mình tụi nó chạy lại nè, chờ ăn nè. Đám tôm bo này mọi người thường dò viên và thả xuống, thả vào hồ luôn mọi người, còn mình thì mình cho ăn khô như này tại mình làm biếng á. Mình là trùm tôm bo, người tôm bo nhiều lắm, mình tính đang tính đổi dòng, đổi dòng mới mọi người. Đó, trời, có con cục đuôi luôn à. Trời, có con bị nấm ăn hay gì à? Cục đuôi luôn mọi người, mà nó vẫn sống nè. Đó, đang mất tiêu cái đuôi rồi. Vãi, mình phải bắt ra nó không có lây hết bầy nha mọi người. Đây là bầy rồng con. Mọi người thấy ha. Cái gì để cây nó ăn từ cái thùng xốp á, nó ăn ngược lên nè. Và nó làm thủy sinh luôn, nó hút nó lọc nước cho mình á, cái hồ này nó khá là trong. Đó. Cá bơi lung tung nhiều lắm, cái hồ này nhiều cá lắm nha mọi người. Đó. Hồ này rất là nhiều cá con luôn. Ok, còn này thì nguyên một hồ nước tảo. Đó. Cũng Dumbo, mình nuôi là một dạng là trùm Dumbo rồi. Đây. Trùm Dumbo là có thiệt nha mọi người. Rồi đó, rồi nó bu nè, mọi người thấy nè, kinh ha. Đó. Chỉ vài cặp thả vào đây vài tháng sau là như thế này mọi người, đông lắm, để vô cho nó ăn thôi. Thả vào đông lắm mọi người, cái con này nhiều kinh khủng luôn á. Còn cá con hãy bơi đằng đây nè, rồi thấy cá con nè, cho nó thêm một ít nữa. Còn bên đây Bungon. Clip này khá dài nên mình sẽ cắt bớt nha mọi người, cắt những cái clip nào có cá đẹp đẹp thôi. Đó. Còn những hồ cá con chắc mình, cái hồ cá con nào đẹp thì mình sẽ quay lại, chứ mà mình quay lại hết hồ chắc này dài lắm mọi người. Ok à, Fungon coi thích hơn nha mọi người, và clip Fungon nó đẹp. Ok, cái clip mà dẫn mọi người vừa cho cá ăn vừa ngắm cá đến đây kết thúc nha mọi người. Thì lâu lâu mình sẽ làm một cái clip như vậy cho mọi người vừa ngắm cá vừa thư giãn luôn nha mọi người ơi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.